hiện trường tan nát vụ tai nạn làm 3 người chết, 38 người bị thương. Sáng ngày 17 tháng 6, trao đổi với phóng viên Dân Trí, Thượng tá Đinh Thị Thu Hằng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, hồi 0 giờ 15 phút ngày 17 tháng 6, tại km 134-300 quốc lộ 6, thuộc địa phận xóm Tiểu Khu, xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu, Hòa Bình, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô khách biển kiểm soát 27B-3.71 do Cao Xuân Hồng, sinh năm 1974, trú tỉnh Phú Thọ, điều khiển hướng Hà Nội Sơn La với xe ô tô tải biển kiểm soát Lào Un, 8500 do Nguyễn Thư Quỳnh, sinh năm 1991, trú Hà Nội điều khiển hướng ngược chiều. Hậu quả vụ tai nạn khiến 3 người chết gồm Cao Xuân Hồng, lái xe khách, Trần Văn Khiêm sinh năm 1986, trú tỉnh Vĩnh Phúc, Lương Thu Hà sinh năm 2002, ở Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên đều là hành khách trên xe khách. 38 hành khách khác bị thương được cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Mai Châu, trong đó có 5 nạn nhân đã được chuyển viện lên tuyến trên để điều trị. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ. Theo báo cáo nhanh của Tổng cục Đường bộ, dữ liệu hành trình của xe khách 27B3.71 thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Long Giang tỉnh Điện Biên cho thấy, tốc độ cuối cùng của xe khách lúc 0 giờ 17 phút 1 giây là 52 km/h, trước đó 10S và 20S, tốc độ của xe lần lượt là 51 và 56 km/h. Sau khi xảy ra vụ việc, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Hòa Bình đã huy động lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Công an huyện Mai Châu và các cơ quan chức năng tiến hành cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ khám nghiệm hiện trường, phân luồng giao thông và giải quyết vụ việc theo quy định. Dưới đây là một số hình ảnh hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người chết trên quốc lộ 6, đoạn qua huyện Mai Châu. Đàm Quang Thái, 3 Tiến Nguyên. Nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.